Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha. Nhân dịp nó mới up cái beta thì nó cho mình một cái win anh em à. Ai cũng có nha, không phải là riêng về mình. Nên sẵn đây mình sẽ lên sóng cho anh em xem luôn, cho các anh em xem biết là khi GF nó có cái win nó sẽ hầm hố và đẹp như thế nào nha. Cái này là ảo nha anh em chứ không phải thật nha. Bấm vô nhân vật đây, không có thật không gì hết. Gấu thì nó cho một chuồng lỗi, rất là lỗi anh em à. Hôm nay cái vấn đề chính hôm nay thì mình sẽ vào trong đây review nhẹ nó một cái phiên bản mới và review luôn một cái sự kiện mà cực kỳ hot bây giờ. Mặt thứ nhất là nó hot về là nó kiếm được một cái viên ngọc rất là giá trị, đó là GVS và cái GVS là dung luyện. Cái thứ hai là nó up về một cái phiên bản cho chúng ta một cái cấu hình cài đặt nó hoàn toàn khác. Nó khác là nó chỉ đổi những cái vị trí cho nó khác thôi, còn những cái nội dung và những cái ký tự thì nó sẽ y chang với nhau. Đi vào cái vấn đề cài đặt thì mình sẽ cho anh em xem. Cài đặt thì các anh em thấy là nó rất là thô sơ một mặt chứ không có gì nhiều. Các anh em nhìn ở đây nha, không có gì nhiều, nhưng mà đặc biệt các anh em bấm vào trong đây, bấm vào trong đây thì nó sẽ có đây, nó sẽ quán đổi vị trí cho nhau. Lúc trước nó sẽ dính chùm lại với nhau, các anh em khó phân biệt. Còn bây giờ thì người ta đã đổi ra rất là rõ ràng, chi tiết từ mục lớn tới mục nhỏ và đều là tiếng Việt hết. Đây là một cái bản cập nhật mới nhất ngay thời điểm hiện tại cho các anh em nè. Các anh em muốn mở nhạc nền cũng được nè, tiếng động cũng được nè, rồi hiển thị tên nhân vật, tên item, tin nhắn nè, tấn công tự động nè, hỗ trợ chế độ tiết kiệm năng lượng. Mình sẽ bật lên cho anh em xem. Khi mà bật cái này lên mình không có đụng vào cái màn hình tầm khoảng vài giây thì cái màn hình của mình nó sẽ cài giật thì nó sẽ ít ăn RAM, nhưng mà mình nhìn rất là chói mắt. Nếu mà nó có bị liệu là cái máy mình nó giật theo luôn anh em. Và mình sẽ đi vào cái vấn đề chính hôm nay là mình sẽ đi một cái sự kiện là ngon lành, đó là sự kiện Gaion. Các bồ tèo nghe không có lầm đâu, hôm nay mình quyết định đi Gaion. Đầu tiên các anh em muốn đi Gaion được thì các anh em phải lên cho mình một cái map. Cái map đó có tên là Login Market. Khi mà các anh em biến lên trên Login Market xong, và điều thứ hai các anh em phải vào trong cửa hàng. Cái cửa hàng này nó sẽ làm anh em rất là tốn kém luôn. Bấm vào trong cửa hàng. Khi mà bấm vào trong đây, các bồ tèo sẽ có mua được cho mình một cái vé tích cơ, một cái vé Gaion VIP. Khi có được một cái vé Gaion VIP này thì các anh em sẽ tốn là 800 Megen. Trong khi đó là mình có được một cái hack thì mình sẽ mua cho bồ tèo xem nha. Mua thành công rồi, các bồ tèo phải qua bên đây để lấy cái vé Gaion ra. Khi có vé Gaion xong, chúng ta muốn đi được một cái chiến trường Gaion thì người ta phải bắt mình vào trong một cái tổ đội. Và mình muốn đi mình nên, không muốn chia sẻ với ai thì các anh em làm sao? Thì các anh em bấm vô đây nè, tạo nhóm nè, bật đi. Thì như vậy là mình đã có tổ đội rồi đó anh em, nhưng mà một với một nha, chứ không có ai hết. Rồi như vậy chúng ta hãy tiến về cái góc này đây. Ôi rồi ôi, vào trong đây tới cái thứ hạng 18 rồi anh em ơi. Trong đây không thể nào mà đi được luôn rồi. Ở đây các anh em thấy nè, người ta đang đợi rất là đông. Khi mà bấm vào trong đây, các anh em phải cần có một cái bức thư. Bước vào nè, hiện giờ là nó đang có rất là nhiều người, anh em vô không có được đâu. Anh em đang đợi nè, mình sẽ chuyển server xem nó sẽ như thế nào nha. Từ giờ mình nhảy 7749 server, không server nào mà dưới 10 người anh em à. Nó bù cứng ngắt luôn các bồ tèo. Không thể nào mà vào trong đây được luôn, rồi làm sao bây giờ? Kể như là mua cái vé này rồi ngậm luôn, chờ vào một cái khung giờ nó vắng vẻ nhất rồi các bồ tèo mới vô được. Chứ hiện tại là định vào trong đây để review cho anh em, nhưng mà vào trong đây gặp như gì rồi làm sao review được anh em? Không có cửa nào để đi. Nếu mà có đi thì các anh em phải dùng auto click, cứ nhấp vào trong đây, bấm vào trong đây rồi bấm ok, cứ nhấp liên tục hoài, chừng nào cái con của mình nó vào được thì thôi. Ở đây là mình đã đạt đủ yêu cầu hết rồi nhưng mà nó không cho vô, vì số người đi Gaion cực kỳ đông nên tất cả anh em nè và mấy bồ tèo khó có khi nào mà đi được. Hiện tại mình thấy là khó có đi. Tự giờ mình nhảy rất là nhiều server, cố gắng nhảy thêm một chút xíu nữa coi xem sao. Và cũng như anh em thấy là tự giờ mình đã nhảy nát các server hết rồi, không có vào được luôn tất cả bồ tèo ạ. Hiện tại là cái kết là không có thể nào đi được. Các anh em muốn đi á là các anh em đầu tiên phải có vé, thứ hai các anh em phải tạo BT, thứ ba là các anh em phải có đủ sức khỏe để đi nha. Hiện giờ cái con của mình là 89 rồi, nhưng mà vào trong đây không có thử được cái vận may của mình, không có thử được cái lượng đam. Khi mà có vé, có đầy đủ điều kiện rồi mà người ta bu ở tất cả những cái máy chủ, máy nào cũng như gì hết anh em, không có cái máy nào trống hết. Nên hiện tại mình sẽ ngưng ở tại đây, không có đi nữa. Chừng nữa mà mình sẽ đi nối tiếp vào những cái dịp khác, khi nào dịp nào có mình sẽ quay lại mình review cho anh em biết nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn anh em vào một cái Gaion lần sau để biết thứ nào là lễ độ nha, chứ lần này là mình biết là nể mấy ông mày luôn rồi đó.